Ngôn ngữ có sức mạnh ghê gớm. Nếu bạn cứ lặp đi lặp lại từ ngữ nào đó, bạn sẽ trở thành những thứ bạn lặp lại. Chào bạn, tôi là Trang KTT. Để có kết quả tốt nhất, bạn hãy thực hành bài thiền này vào buổi sáng ngay sau khi thức dậy hoặc buổi tối trước khi đi ngủ. Đây là hai thời điểm não của bạn đi vào trạng thái theta một cách tự nhiên nhất. Theta là trạng thái não bộ của một đứa bé 5 tuổi. Tiềm thức sẽ ghi nhận thông tin một cách vô điều kiện. Bạn hãy chọn một nơi yên tĩnh, thư giãn và lắng nghe trọn vẹn những gì tôi nói. Bạn có thể nằm hoặc ngồi đều được. Bạn hãy lắng nghe liên tục trong 21 ngày để có kết quả tốt nhất. 21 ngày là số ngày tối thiểu để lập lại tiềm thức, xóa bỏ niềm tin bị giới hạn và hình thành những niềm tin mới. Trong quá trình thực hành, nếu có bất kỳ điều tốt đẹp nào đến với cuộc sống của bạn, hãy ghi nhận lại bằng cách bình luận dưới video để chúng ta cùng tận dụng sức mạnh của sự cộng hưởng nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Tôi có thu nhập 50 triệu một tháng. 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 Tôi có thu nhập 50 triệu một tháng.
Thank you.